thì cô có giấy chứng nhận của Phật tử không cô? Cô không có biết cô là sư là gì hết, cô là con nhà chùa. Cô không có được quyền dịch trình cho tụi con không được quyền hỏi cô. Nếu con cứ lên, cô là sư á, mà nếu như con muốn nói gì, con muốn đi lên trên tiểu sử tiểu đi dù hân đi không đổi tên, cô từ đâu, phải nói rõ ràng từ đâu, cô ở đâu, cô tới là con lên để con nếu tìm hiểu. Sư là người thật thì sư con không có được quyền hỏi cái giấy tờ cô. Phải được quyền chứ cô. Bây giờ thì con đưa lên nhà nước đi. Cô là sư giả hay sao? Nếu mà con nói như vậy, con cái làm đơn đưa lên quốc gia nhà nước các cấp. Cô tên gì ở đâu? Bắt cô xử bắn tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Để con điện cho Thích Nhật Từ, thầy sư Thích Nhật Từ. Con lên tới trung ương nhà nước cũng thưa. Bây giờ cô có hay không, cô không cần biết, không nói gì. Nó nói với con soi mà, không cần. Ngày hôm qua có một người thanh niên tới đây tố cáo cô là lừa gạt mẹ của người đó. Rồi, bây giờ cô không nói nhiều chuyện đó. Bây giờ cô ngồi đây, cái người đó cần tới đây tìm cô, nhìn ngay mặt cô, có phải là cô hay không? Dạ, anh đó là quận Nam, ở quận Nam. A-di-đà Phật, chứ tụi con không có được đón qua, nói lại tụi con. Anh đó, đó, ở quận Nam. Tụi con mang tội đó. Cô có xác hại anh đó đó. Cô dám tới đây đối diện tụi con. Tụi con không có đối chất với cô bằng cách đó nghe chưa? Không, con hỏi thôi, đối chất cô là rồi, rồi. Hỏi để cô chia sẻ. Bây giờ chia sẻ, bây giờ cô nói với tụi con là cô đã chia sẻ rồi. Con lên tiểu sử tiểu đi dù hân. Thôi bây giờ con thưa thế này, con thay cộng đồng mạng này, con thưa này, con hỏi thế này cô này. Hôm nay mục đích cô đến đây là như thế nào? Khuyên người tu sửa và tư vấn. Khuyên ai? Khuyên tất cả tụi con. Con đâu có gì là tu sửa. Tụi con không có gì hả? Tụi con đang chia sẻ và cập nhật đăng tải những cái gì thật, những cái gì đúng để cho tất cả những người cô chú anh chị trong và nước quan tâm đến. Tụi con là nhà ảnh hưởng tới những cái ngôi chùa, những sư cô khác. Con đứng ra đi, con đứng ra đi, đứng ra đi. Đứng ra đi, bây giờ nghe cô nói nè. Bây giờ con quay hình cô và tụi con nói cô những gì. Hoặc là hôm nay chửi rủa gì đó, bây giờ cô đứng đây, cô ngồi đây. Tụi con không ăn đồng nhưng mà cô chú nói câu này nè. Cộng đồng mạng chửi cô. Bây giờ tụi con có quyền làm đơn thưa cô. Tên tiểu đi dù hân con nhà chùa tới đây quấy rối hoặc làm những điều gì tổn hại, tụi con được quyền thưa lên. Chánh quyền nhà nước có thể xử bắn cô trước thành tam quan nếu cô là con nhà chùa giả, có hiểu chưa? Hôm bữa, công bằng chưa? Hôm bữa anh xử với chị Hồng Loan rất là bức xúc á. Bây giờ cứ nói mấy người đó cứ thưa cô. Thưa lên chánh quyền nhà nước, cô là dạng người không được tốt hoặc là xấu vậy đó. Thưa lên quốc gia nhà nước từ các cấp. Cô tiểu ni dù hân con nhà chùa đại diện cho ai mà lạm dụng hoặc xấu xa gì đó, nhà nước sẽ xử bắn cô trước cổng tam quan nếu cô là giả. Dạ, có chưa hiểu ơi. chưa mở tịnh xá không có giấy tờ, còn mở cái thất không có giấy tờ đó. Nhiều người đang hỏi, đặt ra câu hỏi là tại sao có chồng có con mà vẫn coi như là gọi là sư cô, nhưng mà xuất gia rồi á, có vợ có chồng có con vẫn đi xuất gia và vẫn đi làm sư cô được nha mọi người. Nhiều người cứ đánh tráo khái niệm. Sư cô Diệu Hân này hiện tại á, người chồng nói rằng là đã tứ đổ tường. Cả nhà có biết tứ đổ tường là gì không? Phụ nữ mà tứ đổ tường thì mọi người biết rồi. Đó, nhiều bạn coi như là lên nói rằng là tâm sinh tướng của cô sư cô Diệu Hân. Tâm sinh tướng của cô sư cô Diệu Hân. Tâm của cô ra sao thì cái gương mặt của cô nó như vậy. Đó thì mọi người đừng có nói vậy. Tại vì ông trời ông ban cho mỗi người cái gương mặt nó ra sao thì mọi người đừng có nói vậy, tội nghiệp người ta. Nhưng mà em khẳng định một câu, đó là sư cô Diệu Hân này là tứ độ tường. Bài bạc. Rồi đánh đề. Có chuyện đó hả? Chơi nói chung là bỏ chồng đó, bỏ chồng bỏ con đó. Và bây giờ là coi như là bất chấp bỏ hết cả. Con cái cũng không quay lại nữa. Thì em nghĩ là như em thấy là như vậy. Thì cái người chồng tiết lộ 10 phần thì người con tiết lộ hết 100 phần. Nói chung là không hiểu sao mà chồng con lại cứ quay lưng. Chồng con mà cứ quay lưng với lại sư cô, em không hiểu tại sao. Chắc là sư cô làm cái điều kinh thiên động địa lắm mới để cho chồng và con mới phốt nhiều đến như vậy. Cái này nếu mà để muốn biết chi tiết thì sắp tới em đây em sẽ có một cái cuộc xuống tới tận nhà sư cô Diệu Hân. Hồi trưa nay là bên tụi em là có tới 7 đến 8 anh, coi như là anh em cũng xuống tới để gặp sư cô Diệu Hân. Nhưng mà sư cô Diệu Hân không có tiếp. Không có tiếp, và trước nhà cửa nhà có
hai anh xăm hình cũng rất là dữ tợn, không có tiếp thì mấy anh em cũng không ghi hình được. Còn riêng em thì em được may mắn được gặp người chồng cũ, người chồng thứ hai của sư cô Diệu Hân cũng ở gần đó. Đó, thì mấy anh em coi như là bữa giờ mấy anh em như là gì đó, mấy anh em coi như là lên tiếng nói thiếu, quá thiếu. Nói chung là nhận định thì sư cô Diệu Hân này là rất là thiếu. Cái sự tích, cái quá trình, cái hình ảnh, cái quá khứ của sư cô Diệu Hân này là phải một cuốn cuốn sổ, phải cuốn 96 trang giấy thì mới có thể là chứa được cái sự tích rùng mình, đáng sợ và ngán ngẩm của sư cô Diệu Hân này. Và nghe cứ từ từ, ai mà chưa like, subscribe, đăng ký kênh của tất cả các anh em đây thì hãy nhanh tay like, subscribe, đăng ký kênh để coi như là nhận những video mới nhất của tụi em nhé. Đó, anh em ở đây ai cũng đều coi như là những cái kênh nhỏ ở đây à, ai cũng đều coi như là ở gần nhà của sư cô Diệu Hân hết, đều biết rõ hết. Đó, mọi người rộng lượng cho anh em một lượt like, một subscribe, để lại bình luận đi. Đặc biệt là Lê Thị Miễn đã có một cái cuộc hẹn. Lê Thị Miễn mà chuyên đề xúc ra lớn tiếng và xúc phạm sư Minh Tuệ, đã bạn này đã chỉnh chỉ với bạn kia làm cái bích gì đó, bích gạc đó. Thì Lê Thị Miễn này hiện tại đã đang có ý đồ gặp sư cô Diệu Hân để coi như là hợp tác, để hợp tác coi như là cùng với lại sư cô Diệu Hân đi lên núi Nha Trang, đi lên đỉnh núi để coi như là gặp sư Minh Tuệ bằng mọi cách, hạ bệ uy tín của sư Minh Tuệ. Nên em đang yêu cầu, em đang liên hệ với anh Thìn, với lại anh Thìn là em trai của sư Minh Tuệ, và anh Tuấn là anh trai của sư Minh Tuệ. Con Lê Thị Miễn này, nó về cái sân bay là bắt nó ngay, đừng để cho nó đẻ trứng nghe cả nhà, không có để cho nó đẻ trứng được. Vì nó cái đường mà, cái con đường mà nó xuống từ sân bay, nó từ bên nước ngoài, con này Việt Kiều coi như là thất nghiệp ở bên nước ngoài. Đó, con Lê Thị Miễn này là cái con mà thất nghiệp. Nhiều anh em nói đúng, nó làm coi như là làm, cũng làm gái cave gì đó ở bên nước ngoài. Về đây chắc chắn cái đường nó không về nhà liền đâu, và nó sẽ ghé sư cô Diệu Hân. Tại vì em đã có một cái cuộc ghi âm của sư cô Diệu Hân và cuộc nói chuyện giữa Lê Thị Miễn gặp sư Minh Tuệ. Mình không hiểu, buôn thần bán thánh và nó làm xúc phạm phỉ báng sư Minh Tuệ rất nhiều. Trong thời gian qua thì bao nhiêu cân lên tiếng đó. Lên tiếng nhưng mà có nắm được cái gì của nó đâu, có nắm được cái chứng cứ, bằng chứng của nó đâu. Còn cái quá khứ của Lê Thị Miễn này em là người nắm rõ nhất, nhưng mà em thấy anh em mà lên tiếng nhiều quá mình thấy em tội nó, mình không có lên tiếng. Bây giờ là phải lên tiếng thôi, bây giờ phải khi mà nhiều lần nó thách thức và nó mắng em thì em cũng phải lên tiếng cho cộng đồng mạng biết thôi. Lê Thị Miễn này được biết là không chồng, làm gái ở bên nước ngoài, lúc thì ở Mã Lai, lúc thì ở Singapore, ở hai ba chỗ gì đó, chưa có con. Lên TikTok nói về sư Minh Tuệ nhằm mục đích câu like, câu view là chính, kiếm tiền. TikTok của Lê Thị Miễn này kiếm tiền mỗi tháng là phải trên 2.000 đô. Lê Thị Miễn này, Lê Thị Miễn này thực sự là em Thanh Vlog nói là chỉ có chuẩn thôi, chỉ có chuẩn đến chính xác thôi nha mọi người. Đấy, phải nó về sân bay là rất mong các anh áo xanh phải túm nó từ sân bay, chứ đừng để nó về với cái tịnh thất của sư cô Diệu Hân và cùng nhau bay ra khu vực của ngài Minh Tuệ thì rất là một cái gì đó nó tìm những cái sơ hở. Nhưng mà em nói mọi người là sư Minh Tuệ làm gì có cái sơ hở nào đó, người ta thẳng thắn, người ta đàng hoàng, người ta đúng, người tu theo đúng cái đạo của Phật pháp, thì làm gì có cái chuyện mà có cái kẽ hở nào để mà nó vạch ra những cái đường lối, cái mục đích để kiếm tiền từ các mạnh thường quân bên nước ngoài đang đổ về. Thì thực ra là cả nhà em cũng may mắn được một lần, hai lần thì đó, một số anh em cho quay ở cái tịnh thất của sư cô Diệu Hân này. Thì ở bên trong, ở ngoài nghèo nghèo thôi, bên trong là rất là giàu cả nhà. Bên trong là mấy cái máy lạnh, mấy cái tủ máy giặt, rồi ở bên ở trong là lắp cả gạch
đá men rồi đá hoa cương, bàn ghế là bàn ghế coi như là cả tiền triệu, tiền trăm triệu. Đấy, ai mà từng vô cái thịnh thất, cái thịnh xá của sư cô Diệu Hân thì cả nhà sẽ biết là nó giàu đến cỡ nào. Không hiểu sao sư cô nói các bạn thường quân như thế nào, không hiểu sao mà tại sao lại có thể là thuyết phục được người ta cho tiền nhiều đến như vậy. Chứ sư cô bình thường là sư Minh Tuệ là không có nhận tiền bạc, tiền vàng cúng dường gì hết, nghèo khổ đi lang thang vớ vẩn. Mà sư cô Diệu Hân này là vớ vẩn lại nhiều tiền đến như vậy. Nghe đâu là có mấy miếng đất ở tại khu vực Long An nữa cơ. Không hiểu sao nhiều tiền đến như vậy ra. Mà các bạn thường quân phải sáng suốt, đừng có hở ra là gửi tiền về cho các sư cô, ni cô. Mua thần bán thánh là cái tội rất rất là nặng. Hiện tại bây giờ là các anh ở trên cao đang rà soát lại. Vì các này là mua thần bán thánh, hiện tại là số lượng đang rất 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 là nhiều. Sau cái sự việc của sư Minh Tuệ thì bây giờ mới lòi ra, em nói không quá 1.000, không quá 1.000, coi như là 1.000 người vi phạm cái vấn đề là cúng dường. Chùa nghèo mình không nói đi, chùa giàu rồi mà vẫn cứ nhận tiền cúng dường, rồi lô Rolex, rồi bao nhiêu thứ. Người chồng cũ nói mọi người là bây giờ là tiết lộ sư cô quá khứ như vậy cũng rất là nhiều rồi, mà nói chung là cái gì mà người phụ nữ vi phạm phải là sư cô Dị Hân đều vi phạm đó. Đó, 5 lần 7 lượt cứ muốn bỏ chồng. Cái người chồng thứ hai nói rằng là cứ muốn bỏ chồng, cứ muốn chia tay, tìm cách chia tay để quen một người chồng đại gia, là người chồng thứ N, thứ ba đó. Đó, cứ quen người này giàu hơn thì bắt đầu là chia tay, ly hôn. Thậm chí là vấn đề mà sinh lý của người chồng thứ nhất yếu thì sư cô Dị Hân cũng tìm cách coi như là vẫn quen người này người kia. Hiện tại á, một số anh em nói 8 người là sai. 8 người sư cô Diệu Hân là quen 8 người chồng là sai. Theo em á, chỉ có 3 đến 4 người là chính thức thôi, còn lại á, là sơ cua. Nhưng mọi người, sơ cua. Thì một người như vậy á, theo em nói mọi người á, là nói pháp có đúng không? Nói pháp có chuẩn hay không? Khi mà mình vi phạm tất tần tật như vậy. Khi mà em hỏi, khi có một lần em hỏi với sư cô là sư Minh Tuệ đi bộ như vậy để thu theo hạnh đầu đà, thì em hỏi sư cô là sư cô ơi, hạnh đầu đà để làm gì mà sư cô lại không biết đó. Cả nhà có thể đào lại cái video đó. Thế sư cô đi tu cái kiểu gì, hay là sư cô kinh doanh trên chùa chiền tịnh thất? Cái việc mà một tu sĩ mà coi như hạnh đầu đà là gì mà còn không biết. Cái điều cơ bản hạnh đầu đà mà là cái gì mà còn không biết, em cũng bó tay. Đấy, hạnh đầu đà là cái gì? Em đây còn biết mà tại sao lại đi tu mặc áo, chỉ cạo đầu, mặc áo cà sa, mặc áo coi như là áo của đạo Phật mà còn không biết cái đạo cái hạnh đầu đà là gì? Không biết mà còn đi coi như là đi nói sư Minh Tuệ thế này thế kia. Hiện tại em thông báo mọi người luôn á, là người chồng đang có một cái lời kêu gọi người vợ cũ của mình không có nên xuất hiện nữa, không có nên lên truyền thông để mà coi như là phản biện sư Minh Tuệ nữa. Người chồng cũ nói mà sư cô Diệu Hân vợ tôi mà lên tiếng, mà còn lên trên mạng nói về sư Minh Tuệ, thì ông ta sẽ lộ mặt và khui tất tần tật những cái gì mà sư cô Diệu Hân đang còn trốn tránh cộng đồng. Những cái drama như là Vũ Linh lên gõ 4 gậy ở 4 góc của cái mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó, nó chấn động địa cầu. Mà phải nói mọi người là ai cũng đều biết cái vụ đó, đúng không? Đúng không mọi người? Đó. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà bà ta cũng tới đó để mà câu like câu view, gõ 4 cái gậy. Khi mà người ta hỏi ra để làm gì, bà gõ 4 gậy làm gì, thì bà ta nói là để cho coi như là chấn điểm. Đó. Có cái dấu hiệu coi như là mê tín dị đoan. Đó. Riêng em Thân Vlog thì nói mọi người là có dấu hiệu mê tín dị đoan là em phải lên tiếng ngay, lên tiếng gấp. Đó. Tu thì không đến đâu mà cứ thích cái kiểu là
làm cái điểm nhấn. Khi đó em không có quay, em không chỗ nào đám đông thì em chẳng có quay đâu. Đám đông thì em thành ra không quay. Cứ thấy đám đông á, khi đó em thấy rằng là thống kê là như là 70 kênh YouTube. 70 kênh YouTube ở tại mộ Vũ Linh đã quay cái cảnh mà sư cô Diệu Hân gõ ở tại bốn góc cái mộ của nghệ sĩ yêu tôi Vũ Linh. Không biết là ở đây là có ai là fan, là người fan hâm mộ của nghệ sĩ yêu tôi Vũ Linh hay không? Hãy bình luận cho em biết. Bình luận nào mà nhiều like nhất thì em sẽ tặng cho mọi người một cái cạc 100.000 để cho bà con cô bác phấn khởi nha. Hôm nay em không hiểu sao mà cái live stream của em nó đông như vậy, đông anh em quay phim em nó như vậy, em không hiểu. Chắc có lẽ là nhiều người cũng đang bức xúc về sư cô Dị Huân và thương sư cô Dị Huân lên tiếng đến như thế nào thì sư cô Dị Huân lại sư cô Dị Huân lên tiếng như thế nào thì họ lại thương sư Minh Tuệ đến như vậy. Bây giờ sư Minh Tuệ, em nhắc lại lần cuối là sư Minh Tuệ đang khỏe, mạnh khỏe, đang được bảo bọc bởi một người có quyền lực, đang mùa kết hạ, thầy đang ẩn tu, đang bình an vô sự và coi như là làm đúng cái hạo, đúng cái đạo hạnh của Hạnh Đầu Đà. Nên là bà con các bác cứ an tâm, đừng có cổ suý, đừng có ủng hộ, đừng có mà coi những cái video mà giật tít câu like là đã thấy thầy Minh Tuệ rồi, đã tìm thấy thầy Minh Tuệ rồi, đã gặp Minh Tuệ rồi. Rồi những cái vầng sáng trên ngọn núi, những cái hào quang trên ngọn núi là tất cả là những cái câu trò, câu like, câu view. Có dấu hiệu mê tín dị đoan, rất mong cơ quan chức năng vào cuộc. Được không ạ? Nhiều anh còn đánh xe hơi lên, đánh xe hơi lên đó rồi bắt đầu là ngồi ở trên cái chỗ núi Nha Trang đó. Rồi giật tít câu like, câu view rồi đã tìm thấy. Những cái đối tượng này phải dừng ngay lại, nếu không là tôi báo công an bắt hết. Được chưa? Ôi nghe, bắt hết. Tút tần tuột luôn. Cứ làm bao cái trò tè le hột me, từa lưu hột dưa hết. Em lại báo công an hết. Sơ hở, có dấu hiệu tội phạm là bắt hết nha cả nhà. Bắt hết. Ai mà coi như là ở đây, ai mà ủng hộ sư Minh Tuệ, hãy cho em một cái cánh tay, cho em một lượt like cái nào, để em biết rằng là cái video này bao nhiêu người là coi như là yêu thương sư Minh Tuệ. Em nói mọi người, từ cái ông Quang, từ cái ông Từ, từ tất cả các sư cô, khi mà sư Minh Tuệ không có lên tiếng về bất kỳ ai hết, không có nói ai hết, mà tại sao những cái con người này, đặc biệt là cái ông Quang, lại nói là cái gì? Cái thằng nó ôm cái nồi cơm điện nó đi lang thang. Rồi bây giờ là cái nghiệp quật tới nơi chưa? Nghiệp quật đến nơi chưa? Bây giờ là điều tra bằng tiến sĩ này, tại sao là có bằng tiến sĩ trong mùa dịch? Mùa dịch này ai làm việc, trường nào làm việc, trường nào cấp giấy bằng tiến sĩ cho ông hả? Hảo cái ông Quang, tôi nói ông như vậy hả? Bây giờ sẽ lòi ra là vấn đề là lòi ra là giáo viên nào, hiệu trưởng nào đóng dấu ký tên cho cái ông Quang này có cái bằng tiến sĩ đó. Mùa dịch mà có bằng tiến sĩ rồi, mới bằng giả rồi. Cái phôi bằng nó như giả rồi. Em nói là em thực sự là em ghét nhất là những cái đứa mà nó làm cái bằng giả. Em đây bằng coi như là đại học, bằng thạc sĩ em nhóc hết trơn á, mà em còn không có gáy. Mà ông ta lại đi tu cái kiểu gì? Mua Rolex đó, mua Rolex thì suốt ngày. Cứ một cái clip là lại một cái Rolex, cứ một cái clip lại đồng hồ đi tiền triệu tiền tỷ. Thì thử hỏi mọi người là ông ta ăn trên xương máu của Phật tử, ăn biết bao nhiêu tiền. Ông Quang, hãy mọi người chia sẻ video này mạnh mẽ cho cái nơi chùa của ông Quang này biết được cái con người. Nhưng là bây giờ là cái chùa đó bây giờ là thua, không nói tới, cả nhà biết cái hậu quả này đúng không? Người chồng cũ, em nhắc lại, tóm lại cái vấn đề là video ngày hôm nay em nói là vấn đề mọi người, đó là chồng cũ của sư cô Diệu Hân sẽ coi cái thái độ của sư cô Diệu Hân như thế nào, có còn đi tìm Lê Thị Miễn để mà kết hợp lại tung những cái tin đồn ác ý, tung những cái tin đồn không có thật với sư Minh Tuệ,
Nếu mà con mà tung tin đồn thì em với lại chồng cũ của sư cô Diệu Hân, em với chú đó sẽ lại có một clip nay mai thôi, đêm nay hoặc là ngày mai thôi, sẽ lên tiếng cho mọi người coi và nghe, được không? Đấy, nên là bà con cô bác, ai mà chưa like, subscribe, đăng ký kênh, ai mà chưa biết được mặt mũi của chồng cũ của sư Minh Tuệ như thế nào, ê, chồng cũ của sư cô Diệu Hân như thế nào, thì hãy nhanh tay like, subscribe để nhận được cái video mới nhất, cái thông báo mới nhất nha bà con cô bác. À, thì cuối video cũng không quên kính chúc cho bà con cô bác sức khỏe dồi dào. Cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian quý báu để xem video tới giờ phút này. Không biết nói gì hơn, cảm ơn tất cả mọi người. À, có tin tức gì mới em sẽ tiếp tục lên sóng và cập nhật gửi tất cả.